Xin chào tất cả mọi người. Động từ ale mà chúng ta học trong bài này đó có cái tận cùng là oe nhưng không phải là nhóm 1. Khi chúng ta học các động từ nhóm 1, chúng ta nói là nhóm 1 bao gồm tất cả những động từ có cái đuôi là oe trừ ale. Vậy ale là một động từ thuộc nhóm 3. Nhóm 3 là một nhóm gồm có những động từ bất quy tắc. Nhóm 3 được chia ra thành những cái tiểu nhóm, tức là những động từ có cái đuôi giống nhau để chia cho nó thuận tiện. Nhưng động từ ale lại cũng không nằm trong cái tiểu nhóm nào hết, một mình nó một kiểu. Và nếu có chăng là cái động từ sonale này. Sonale thì cũng là ý nghĩa này thôi, nó hơi khác một chút. Xin các anh chị đừng có bận tâm đến động từ này. Chỉ có hai động từ này cùng gia đình, còn tất cả các động từ khác nó đều có những cái tiểu nhóm. Do đó người ta có thể nói là ale là một động từ bất quy tắc trong số các động từ bất quy tắc, hoặc là có thể nói là động từ đặc biệt trong số những động từ đặc biệt. Và do đó xin tất cả các anh chị dành cho cái động từ này một cái sự quan tâm đặc biệt. Bởi vì một lý do nữa là động từ này rất là hay dùng. Nó có nghĩa là đi, to go, đi. Do đó ngày nào cũng phải dùng động từ này nếu chúng ta nói tiếng Pháp. Động từ aller được chia như sau: je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Je vais, tu vas, il va. S ở đây không có S, đọc giống nhau nhưng mà không có, nhưng mà viết khác nhau. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Có nghĩa là đi. Và động từ này là một trong 14 động từ chia với être ở các cái thì kép. Do đó nếu chúng ta chia ở thì passé composé mà chúng ta đã học thì chúng ta làm là je suis allé, đi chia với động từ être, auxiliaire être. Tôi xin đọc lại một lần nữa, chúng ta học mấy cái đặc tính của nó. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Nếu mình hỏi một người nào đó, bạn đi đâu vậy? Où allez-vous? Đảo ngược lại, où allez-vous? Hoặc là hỏi ngôi thứ hai, où vas-tu? Mà ngôi thứ hai thì người ta không có dùng hình thức formal này. Người ta nói là tu vas où? Tu vas où? Mình nói với em mình, cháu mình hoặc là bạn mình á, đi đâu vậy? Tu vas où? Thì trả lời là je vais. Thế cái chỉ động từ aller nếu mang nghĩa là đi, nó có nhiều nghĩa lắm. Nếu mang nghĩa là đi, nghĩa thứ nhất thì nó phải đi với giới từ, với bản thân nó là verb intransitive, nội động từ. Nội động từ là bản thân nó có nghĩa rồi và nó không có đối tượng. Nếu có thì nó là những cái người ta gọi là complement circonstanciel, những cái bổ ngữ về hoàn cảnh. Đi đâu thì chúng ta có các cái giới từ như thế này này, a, on, she. Chúng ta sẽ lần lượt coi động từ ale đi với một trong các cái giới từ này. Giới từ thứ nhất tôi xin giới thiệu, giới từ a thì trường hợp thứ nhất dùng cho thành phố. Bạn đi đâu vậy? Je vais à Londres, je vais à Bruxelles. Tôi xin để cái vòng tròn này, này để cho nhấn mạnh, để cho các anh chị nhớ là đường trước cái danh từ chỉ thành phố, không hề có một cái gì hết, không có article, không có mạo từ, không có gì hết. Alone không có nha. Danh từ, tôi xin nhắc lại, danh từ thành phố thì không có mạo từ, bởi vì không có thành phố nào có mạo từ hết, trừ mấy cái trường hợp đặc biệt chúng ta sẽ nói sau này, rất là ít. Nói chung là chúng ta cứ nhớ là thành phố không có mạo từ. Rồi tôi một điều thứ hai nữa là tôi xin đưa ra một số các cái tên thành phố mà cách phát âm nó khác với tiếng Anh khá nhiều để cho các anh chị để ý. Londres, où allez-vous? Je vais à Londres. Tôi đi qua Londres. London đó, c'est la capitale de l'Angleterre. Thủ đô của nước Anh. Je vais à Bruxelles. Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique. Thủ đô của nước Bỉ. Je vais à Rome. Rome, c'est la capitale de l'Italie. Je vais à Lisbonne. Lisbonne, c'est la capitale du Portugal. Thủ đô của nước Bồ Đào Nha. Je vais à Genève. Genève là một thành phố rất lớn của Thụy Sĩ. Je vais à Athènes. Athènes là thủ đô của Hy Lạp. Je vais à Moscou. Thủ đô của nước Nga. Je vais à Barcelone. Một thành phố lớn của Tây Ban Nha, của Espagne. Je vais à Pékin. Pékin là Bắc Kinh nữa, chỉ có hai cách nói. Cách nói ngày xưa thì người ta hay dùng, người ta chuyển ra là Pékin là Bắc Kinh. Bây giờ một số các cái tài liệu mới người ta dùng là Beijing. Beijing giống đúng như là tiếng phát âm của tiếng quan thoại đó, của tiếng Mandarin. Je vais à Pékin hoặc là je vais à Beijing. Cái chữ này tôi cũng xin lưu ý nữa này, chúng ta có gặp rồi này. Ở đây có hai cách, nếu mà ai chưa biết thì đọc cái kiểu này Montreal.
cũng được, giống như là môn thuê là chỉ đó, nhưng mà thực chất ra nó là môn real, môn là ngọn núi, tên là real. Trường hợp thứ hai, động từ alevia là chỉ các quốc gia masculine. Các anh chị biết là tất cả các quốc gia, hơn 200 quốc gia trên thế giới đều chia ra một nửa là masculine, một nửa là feminine. Tôi nói một nửa chứ không có chính xác như vậy đâu, khoảng như vậy, phân ra làm hai loại. Thì chúng ta có một cái luật đã nhắc một lần rồi và rất dễ nhớ, tên tất cả các quốc gia nào tận cùng bằng E thì nó là feminine. La France, La Corée, La Thaïlande, L'Italie, L'Allemagne, tận cùng bằng E. Ngoài ra tận cùng bằng các ký tự khác thì nó là masculine. Thì các quốc gia đó giống được đó, thì đi với A, A mà gặp L thành là O. Le Japon, Le Canada, Le Brésil thì là O. Où allez-vous? Bạn đi đâu vậy? Je vais au Japon. Tôi đi qua Nhật. Je vais au Canada. Je vais au Brésil, nước Brésil. Je vais au Portugal, nước Bồ Đào Nha. Je vais au Maroc, một nước ở Bắc Phi. Ngoại trừ 6 quốc gia mà chúng ta chỉ cần lưu tâm 3 quốc gia thôi. 3 quốc gia này tận cùng bằng E này, các anh chị để ý, tận cùng bằng E này, nhưng mà nó là masculine, do đó cũng dùng giới từ A đi với L thành O. Je vais au Mexique, một nước Bắc Mỹ. Je vais au Cambodge, một nước láng giềng của chúng ta. Je vais au Mozambique, một nước ở miền châu Phi. Và một vài thành phố, một vài thôi, chỉ có vài thành phố nó có mạo từ. Thành phố Le Havre, thành phố Le Caire, thành phố Le Julis. Thành ra đi với mạo từ A nó trở thành là Au Caire, thủ đô của Ai Cập. Au Havre, một thành phố biển, một thành phố cảng của nước Pháp. Au Julis, một thành phố rất nhỏ ở miền nam Paris. Người ta sử dụng giới từ A đi sau động từ Ale khi muốn chỉ một số phương tiện di chuyển. Một số phương tiện di chuyển. Một số, thưa các anh chị nhé, một số khác sẽ dùng giới từ khác. Chẳng hạn như là je vais à pied, tôi đi bộ. À pied, đi bộ. Cái chữ này nó hơi ngộ. Đi bộ thì phải đi bằng hai bàn chân, đáng lẽ phải số nhiều. Chúng ta đừng cứ suy luận như vậy, để chúng ta phải chấp nhận cái cách nói à pied. Cũng như trong tiếng Anh on foot, chứ không phải là feet. Đi bằng một bàn chân, đi bộ. À cheval, đi ngựa. À vélo, xe đạp. À moto, xe máy. À scooter, xe chúng ta gọi là xe tay ga đó. Thưa các anh chị để ý, những cái phương tiện này dùng với giới từ A này là những phương tiện mà chúng ta ở trong một cái không gian, dùng cái phương tiện này ở trong một cái không gian mở. Chúng ta lên xe đạp, chúng ta lên xe máy, chúng ta lên lưng ngựa hay đi bộ thì vẫn đi ngoài trời. Mặc dù là di chuyển nhưng mà nó không ở trong một cái không gian kín. Nói một cách nôm na là đi bằng những phương tiện này thì vẫn phải đội mũ, đội nón, vẫn phải chịu mưa, chịu nắng. Trường hợp thứ tư, dùng giới từ A khi chúng ta đi tới những nơi chốn chung chung, những nơi chốn tổng quát, những nơi chốn bất kỳ. Chẳng hạn, đây là các danh từ feminine này. Je vais à la piscine. Bạn đi đâu vậy? Où allez-vous? Je vais à la piscine. Tôi đi ra hồ bơi. Je vais à la poste. Tôi đi ra bưu điện. Je vais à la banque. Tôi đi ra ngân hàng. À la mairie. Cái chữ này lại một lần nữa xin nhắc anh chị nhé. Mairie là một chữ chúng ta khó dịch lắm. Dịch ra là nó là ủy ban nhân dân của mình đó. Ở các cấp phường, xã, huyện, tỉnh, ủy ban nhân dân. Thế nhưng mà ở đây chúng ta dùng la mairie là một cái chữ chung chung, không phải là cái ủy ban gì hết đó. Một cái trụ sở để làm các cái công việc giấy tờ hành chính. Mà nếu có sách nào, có từ điển nào dịch ra là tòa thị sảnh thì cũng tạm chấp nhận, bởi vì nó không có đúng hẳn. Bởi vì có cái tòa thị, tòa cái mairie, tức là tòa thị sảnh của Paris, nó rất lớn các anh chị ạ. Nó lớn như là một cái lâu đài á. Lại có những cái mairie ở cái làng, ở một cái làng nào nó bé bé thôi, nó bằng một cái lớp học thôi. Ở trong đó là để làm đủ giấy tờ và để mà lưu trữ giấy tờ thôi, không có to tát gì. Thực ra mình gọi cái đó gọi là tòa thị sảnh thì nó cũng không có chuẩn lắm. Thôi, chúng ta tạm ở La Mairie nhé. Đây là các danh từ feminine. Xuống hàng dưới là các danh từ mở đầu bằng nguyên âm, do đó người ta dùng A và L apostrophe. À l'aéroport, tôi đi ra sân bay. À l'hôtel, tôi đi về khách sạn. À l'église, tôi đi nhà thờ. À l'hôpital, tôi đi bệnh viện. Các danh từ masculine, je vais au cinéma.
đi coi phim, đi ra rạp cine, hai chữ này chúng ta rất là quen rồi. Je vais au marché, đi chợ. Je vais au supermarché, siêu thị. Je vais au bureau, tôi tới văn phòng của tôi. Je vais au travail, nói một cách chung chung tôi đi làm. Je vais au parc, tôi đi ra công viên. Động từ aller được dùng với giới từ on trong các trường hợp sau đây. Khi trong trường hợp các quốc gia và các vùng miền féminin, các quốc gia féminin là các quốc gia tận cùng bằng ơ. Các chị thấy đây này. Như vậy là chúng ta dùng với giới từ on. Bạn đi đâu vậy? Où allez-vous? Je vais en France, tôi đi qua Pháp. Je vais en Corée, tôi đi qua Hàn Quốc. Je vais en Thaïlande, Thaïlande, tôi đi Thái Lan. Je vais en Inde, tôi đi Ấn Độ. En Italie, Ý. En Allemagne, Đức. En Espagne, Tây Ban Nha, vân vân và vân vân. Tất cả đều là giới từ, đều là tận cùng bằng ơ. Và một số các cái vùng miền, tôi ghi một số các cái vùng miền ở bên Pháp. En Bretagne, en Normandie, en Provence. Còn nữa chẳng hạn như en Bourgogne, en Ile-de-France. Tất cả các vùng miền tận cùng bằng ơ thì nó đều đi với giới từ en. Giới từ en còn được dùng trong các trường hợp biệt lệ như sau. Đây là hai quốc gia masculine tận cùng bằng ký tự N và ký tự K, nhưng mà lại mở đầu bằng nguyên âm, do đó phải dùng chữ ăn cho nó dễ đọc. En Iran, en Iraq, bạn đi đâu vậy? Tôi đi qua Iran, tôi đi qua Iraq. Và một trường hợp thứ hai nữa, dùng giới từ ăn cho một số các phương tiện di chuyển khác. Một số các phương tiện di chuyển chúng ta gặp ở phần trước là đi với giới từ à, phải không ạ? À vélo, à moto, à scooter, à pied, à cheval, đi bộ, đi ngựa, đi xe đạp, đi xe máy, vân vân. Bây giờ đi với các phương tiện mà người ta gọi là trong không gian kín, vào trong đó chúng ta được ngồi, được an tọa, không bị mưa, bị nắng. Đó là các phương tiện di chuyển trong không gian kín. Chúng ta cũng chia với giới từ en. En bus, chữ bus này có hai nghĩa các anh chị nhé, có thể là xe bus trong thành phố đó, có thể là xe khách, xe đò liên tỉnh, bus. En train, xe lửa. En avion, máy bay. En bateau, ở các quốc gia khác người ta di chuyển bằng tàu thủy cũng khá nhiều. En metro, xe điện ngầm. En tramway, ở nước chúng ta chưa có mà mai sau cũng sẽ có, là xe điện mặt đất. Động từ aller có thể đi với giới từ c. C là một giới từ rất đặc biệt của tiếng Pháp. Nó có những ý nghĩa như thế này. Thứ nhất là nơi ở của một người hay của một nhóm người nào đó. Nơi ở có nghĩa là home, mà chung phải là house. Tôi tới nhà bạn tôi tới nhà chú bác tôi tới nhà thầy giáo tôi. Je vais chez mon ami, je vais chez mon oncle, je vais chez mon professeur. Tôi đi tới nhà anh Pierre, tôi đi tới nhà cái cặp vợ chồng tên là Jean và Pierre. Hoặc là tôi đi về nhà tôi, je vais chez Pierre, je vais chez Jean et Marie. Hoặc là tôi về nhà tôi, je vais chez moi. Như vậy các anh chị để ý, không hề có một cái nhà, một cái bức tường, một cái nơi ở nào đó. Thì ta không thể nói là je vais chez mon école. École là nơi đó có khá nhiều người, nhiều thầy giáo, nhiều cô giáo, rất nhiều bạn bè, nhưng mà không thể nói được, bởi vì école nó là một cái danh từ cụ thể, trong cái danh từ chỉ người. Và có thể nói là sẽ đi với nơi làm việc nữa. Tôi tới chỗ ông hớt tóc, tôi đi cắt tóc, tôi đi nhà sĩ. Je vais chez le coiffeur, je vais chez le dentiste. Dr. Travailler không phải là Ale mà tôi cũng đưa vào để cho các anh chị thấy là chữ C có thể đi với cái nơi làm việc. In travail chez Peugeot, anh ta làm việc ở hãng Peugeot, hãng sản xuất xe ô tô đó. Hoặc là đôi khi chúng ta thấy có cái biển hiệu của một restaurant chez Simon. Ông Simon là ông đầu bếp trưởng, ông ta tự tin lắm, ông ta bảo các bạn tới đây ăn cơm với, ăn các cái món do tôi nấu đó, chez Simon. Và có cái thành ngữ này cũng hay dùng này, mình nói ai cứ tự nhiên như ở nhà, đừng có ngại, đừng có ngượng ngùng, đừng có ngập ngừng gì hết. Faites comme chez vous, cứ tự nhiên như ở nhà. Make yourself at home, hoặc là tôi cảm thấy thoải mái giống như ở nhà vậy. Se sentir chez soi, cái câu này là động từ pronominal, các anh chị chưa học nhé, tôi đưa vào để cho đi một cặp với cái này. Xin chào tất cả các anh chị.